Xin chào các bạn. Chúng ta đã đi hành trình đi công trình mới nha mọi người nha. Nọ là anh em đã đi làm trước rồi nhá, hôm nay mình đi sau rồi mình chưa biết ở chỗ nào, chắc là tít đằng kia, đằng khu sương mờ trắng trắng. Em cùng mình đi đến nơi xem nó thế nào nhá, một công trình nhà sàn bê tông mới bắt đầu khởi công nhá. Công trình mới mọi người nhá. Anh em đi trước đã đào móng rồi này, dựng giàn giáo rồi. Đây, không gian xung quanh cho mọi người xem. Ở ngoài yên nhá. Đây là lồng sắt để đúc cột mọi người ạ. Anh em đi trước đã Sắt để đan đi được cột, khá là nhiều sắt đi cây rồi. cột mọi người ạ. À, nhà này cũng có cái ao. Bên kia là nhà hôm nọ, cách đây khoảng mấy tháng vừa mới làm xong. Ở bên kia đây, đây khu lán bọn mình ở đấy nhá. Xi măng. Đó, cút pha làm cột đó. Mình sẽ ghi lại quá trình làm cho mọi người xem nhé, tham khảo. Chưa biết là muốn nhà này nó như nào, chưa chưa hỏi, chưa được hỏi bác thợ cả với lại nhà chủ xem nhé. Trên kia đồ chè kìa, đồ chè. Mưa sốt mọi người ạ, không làm được, hôm nay mới lại đến. Sau thời gian khoảng 12 ngày thì bọn mình đã làm được khối lượng một này công việc. Rất tiếc là không ghi lại, mình cũng bận làm không ghi lại chi tiết cho mọi người xem một quá trình công việc, bởi vì là cái thời gian nó quá dài. Mọi người thông cảm nhé, mình quay cho mọi người xem tham khảo. Phát biểu ý kiến nào. Anh em chuyên thi công nhà sàn bê tông nhá. Nhà này thì rộng khoảng bao nhiêu mét vuông chú? Khoảng 160 mét vuông. Cả bếp à? Cả bếp tất cả đấy, cả phòng cả cái. Rộng lắm mọi người ạ. Đây, mình nhìn chiều dài bên kia nó chừng khoảng mười mấy mét. Nhà này như nào chú nhỉ? Nó không 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 phải là chạy nách quanh à? Không phải nách quanh nhỉ? Đây là 16 cái cột nhà truyền đoạn. Có cả phòng, có cả bếp, có cả nhà tắm, nhà vệ sinh. Liền kề luôn. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn là ấy, hàng cột này là ra bao nhiêu mét chú nhỉ? Đây là 3m2. Hàng cột này ra 3m2 để xây phòng nhá mọi người nhá, phòng ngủ nhá. Đây đây. Ở chỗ này là hàng nách, kia là gian giữa. Đằng kia là nách. Công trình đang thi công mọi người ạ. Đây, thợ đang làm ở trên cao. Nhìn còn rất là ngổn ngang. Không lanh mấy đâu. Cột tròn nha, xà lục lăng nhá. Xà lục lăng 7 lục lăng hết. Gầm mấy vuông thôi. Toàn bộ bằng bê tông đúc trực tiếp.
tâm nha, cái nhà này bên đội mình làm này không phải đợi sắp gì đâu, bên đội có bác Quang đâu. Ông nói thế chứ mình đi làm chuyên nghiệp rồi còn không phải làm đợi đến sắp dỉ xong mới lại quay lại làm ấy. Thế làm một lèo luôn cho xong hẳn đi, không phải sắp dỉ, không đợi sắp dỉ. Gia đình muốn làm ấy, không phải sợ là làm sắp dỉ nữa. Đấy là cốt pha rồi mọi người này. Nhìn cốt pha đang đúc cột chưa tháo đây nhá. Cột tròn vành bao nhiêu chú nhỉ? Vành được 85 90. 90 là cột cái à? Cột cái là 85. Cột rất là to, mịn. Chương trình làm chưa xong mọi người nhá, để anh em tham khảo. Hiện tại đang làm phần trên. Mọi người nhìn không gian quay từ bên trên. Nên là khu vực bên trên đang làm chưa xong nhá. Sa bảy kẻ B đang hoàn thiện đoạn trồng. Đây, cột trụ này. Đây, không gian mình quay xuống bên dưới. Nhà cũng khá là cao và rộng. Thank you.
Mắc một đống vòng đâu này ơi. Bốn cây sắt nhét với cả một đống vòng vào đấy thì rút cô mà. Vlog là phơi nắng là đốt. Ờ, vlog đốt trắng. Đốt cháy hết đời trai trẻ rồi các bạn ơi. Vlog quằn hết lông rồi. Nắng nồi quá mọi người ạ.